Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Lại một lần nữa, Phạm Thức Audio xin phép được quay lại với quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì đây trước mắt quý vị và các bạn là ba sản phẩm. Đó là cặp loa BMB 450C và cặp loa Bow 4.2 và quả súp Yamaha NVK 800. Ba sản phẩm này đều là ba sản phẩm nổi tiếng của hãng, chất âm đẳng cấp. Và sự tồn tại của nó thì trên thị trường nó được anh em nhận định là cho chất âm rất tốt. Thì đi sâu vào trong video ngày hôm nay, đây anh em xin phép quay tổng thể bởi vì cũng sắp Tết rồi. Hôm nay là ngày 25 Tết rồi, nên là các bác thông cảm là bên em không ship hàng bưu điện nữa. Mà nếu nhận hàng ship hàng bưu điện thì phải ra riêng mới có thể nhận được. Còn ba sản phẩm này thì ưu tiên anh em đến tận nhà mua. Và nếu anh em nào mua thì chuyển khoản hết thì em sẽ ship hàng qua xe cho anh em. Trước mắt anh em đây là quả súp Yamaha SVK 800. Quả này quá đẹp luôn. Dòng SVK 800 thì cấu tạo là một bát 25 27 đấy, 27 là đúng nhất. Úp đất và từ neo từ 10, côn 10. Dòng này của bên em là dòng điện 100V và hàng là được sản xuất tại Made in Malaysia. Quả này rất đẹp luôn nhá. Quả này hôm trước hình như em còn thấy cả quyển sách hướng dẫn nó còn mấy tờ đấy, không biết rơi đâu chưa tìm thấy. Nhưng mà nó có đi theo. Góc cạnh của thùng loa thì cực kỳ đẹp. Bo viền rất kỳ đẹp luôn. Lung linh. Mã số seri của con này là đây. 611 UVK. Dòng SVK 800 thì các bác để ý nhá. Nó có con nó có cái bảo vệ này và có con không có cái bảo vệ này, chứ không phải là nó bị mất hoặc là như nào đâu các bác nhá. Nó sản xuất ra thì có đời có và có đời không có. Có năm có và có năm không có. Đấy, cái việc đấy là việc của nhà sản xuất chứ chả ai người ta tháo cái đấy ra lấy cái đấy ra làm gì cả. Quả súp này thì ngày thường cũng như ngày Tết. Nhưng quả này thì rất đẹp. Thì em xin phép báo với quý vị và các bạn là giá quả súp này là 14.800.000. Còn sức sát một tí chút chẳng hạn thì nó có thể như một tí chút hoặc như nào đó. Nhưng quả này là quả đẹp xuất chúng luôn. 14.800.000 nhá. 14.800.000 quả này. Và bên cạnh này là cặp loa BMB 450C. Dòng BMB 450C thì các bác cũng đều đã biết sơ qua. Những ai đã từng lấy hàng bên em rồi thì chất âm của nó là quá hay, với một cái khổ là bát 25, hai tép, một tép một chung. Hàng bên em thì luôn luôn dán tem trong củ. Và ngoài ra thì đợt vừa rồi em cũng đã in được khá nhiều tem, nên là em sẽ dán thêm bên ngoài một vài cái để có thể nhận diện loa của mình nó tốt hơn. Dòng loa này là dòng loa bãi Nhật xịn, nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Hàng BMB là thương hiệu của Nhật nhé. Góc bo cạnh này các bác nhìn này. Và đây là căng của nó này. Căng rất đẹp. Đấy, không vết xước luôn. Đây. Ưu tiên anh em mua tại nhà nhé. Cặp loa này thì em vẫn bán với một cái giá duy nhất, đó là 5.800.000. Với cặp loa đẹp và trùng CD đời tem đỏ như thế này. Đây là lô trước Tết nên nó có phần nhỉnh hơn một triệu chút. Còn trước thì tháng 6 năm ngoái thì em đang bán với giá là 5.500.000. Nhưng lô sau Tết thì mọi thứ nó lên một chút thì giá nó sẽ là 5.800.000, hàng trùng seri nhá các bác nhá. 312-00977. 312-00977. R và L. Cái hàng mà trùng seri như này thì không phải có nhiều đâu các bác nhá. Đấy, góc cạnh thùng loa này nét căng luôn. Cặp loa BMB này hát karaoke trong gia đình rất ổn. Và bên cạnh này nữa là cặp loa Bose 4.2. Nó là một sản phẩm cải tiến của 301 CD3. Về cấu tạo của thùng thì gần như là giống nhau, nhưng nó chỉ khác nhau vị trí là cái tép này nó có thêm một cái ống như này. Cái này không phải là tép, cái này là chung. Còn cái này là tép, cái này là chung, cái này là tép. Đấy. Còn cái bát của nó thì cũng không khác gì CD3 là mấy.
mà cái này thì tùy anh em thôi. Thấy anh em bảo đánh giá thằng 402 này hay hơn rất nhiều. Thì em đã tháo tung ra đây để cho anh em xem được là nó trùng series và trùng đôi thì nó như nào. Trùng đôi có nghĩa là hai quả lo bát này nó sẽ giống nhau, hai cái thùng này nó sẽ giống nhau cả về màu sắc, cả về ê căng, cả về thùng. Nó là đi đôi đi cặp với nhau nữa. Được sản xuất vào ngày 17 tháng 8 năm 1991. Đây, quả này, quả bát này cũng sẽ như thế và cái dấu ký tự của nó sẽ giống hệt nhau. Mà nhìn thấy chưa? Giống hệt nhau. Đây. 17 tháng 8 năm 91. Cũng như em đã nói rất nhiều đấy. Dòng bót thì căng của nó, căng xịn của nó thì nó sẽ có nhám như này. Và bên em thì luôn luôn dán tem vào ê căng. Bởi vì bót là một thương hiệu rất nhạy cảm. Đấy, thị trường trôi nổi hàng giảm rất nhiều. Anh em bỏ một khoản tiền ra mua mà cuối cùng lại rước về một cái sản phẩm không được ổn cho lắm. Thì đây, bên em luôn luôn dán tem để khẳng định cái điều đó. Tép này. Thực ra một người thợ lớn, một người thợ tốt, người ta chỉ cần nhìn sơ qua người ta đã biết được chất loa có phải chất loa xịn hay chất loa bãi hay không thôi. Và chợ hàng có phải là hàng xịn hay là hàng nhợm. Đấy, cụ cái bóng đèn, cái con trở của nó là con trở Mexico. Đấy, và nó có sẽ có bóng đèn ở trong đây. Đấy, bóng đèn của nó đây này. Đây, bóng đèn nó đây. Đấy, các bạn nhìn thấy bóng đèn chưa? Bông này không phải là bông thủy tinh hẳn nhé. Đây là dạng dạng như bông thủy tinh, dạng như bông, nó là bông nhé. Nó sản xuất hẳn nhưng mà nó không phải là bông thủy tinh. Các bạn lưu ý cái điều đó. Bông thủy tinh thì thường thường nó nằm ở trong loa nghe nhạc, loa hát nó cũng có, nhưng mà cái dòng này thì em nghĩ là thủy tinh nó sẽ ít hơn rất nhiều, bởi vì mình sờ và mình bóp nó không bị giáp tay. Còn trùng số thùng thì là đây. 99233. 99233. Đấy, đấy là chỉ số thùng, còn số series của nó là đây. 100267. 100732. Cái số này nó sẽ trùng với một cái tem ở nằm trong thùng. Đấy, nó gọi là trùng 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 số series. Cặp loa này thì đẹp xuất sắc, gân zin. Đẹp xuất sắc, gân zin đây, các bạn nhìn này, gân zin nhá. Thì như cặp loa này thì bên em đang xuất ra với giá là 15 triệu 500. 15 triệu 500. Mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972 192087. Em bán hàng trực tiếp tại nhà trong mấy ngày Tết này. Các sản phẩm này là báo giá để bán chứ không báo giá để nói thách. Anh em ở xa, ví dụ như ở các tỉnh xa đến thì mua hàng thì cũng thông cảm, không trả giá nhé. Hàng thì bao đẹp cho anh em như đúng như video đã quay. Mọi thông tin anh em qua địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972 192087. Cảm ơn anh em rất nhiều và ủng hộ kênh bên em.